Xin chào các bạn đã đến với video của mình. Trong video lần này chúng mình cùng vào bếp làm món chè đậu trắng nha. Nguyên liệu gồm có một chén nếp, một chén đậu trắng, 1/2 chén đường, một ít muối và một ống vani. Các bạn chuẩn bị nguyên liệu để mình làm nước cốt dừa nha. Mình cần thêm bột năng, lá dứa, một ít muối, 2 muỗng canh đường, một tô nước giảo dừa khoảng 400 ml và một chén nước cốt dừa. Đậu trắng thì các bạn sẽ cho vào một cái thau và mình ngâm với nước lạnh khoảng 2 tiếng. Mình sẽ cho nước giảo vào một cái nồi và mình nấu nha các bạn. Các bạn nhớ chừa bỏ lại cái phần cặn của dừa. Sau đó mình sẽ cho lá dứa vào, cho một ít muối, cho 2 muỗng canh đường vào. Mình nấu cho phần nước giảo của mình nó sôi lên. Cái phần bột năng thì các bạn sẽ cho một muỗng canh vào một cái chén và cho thêm một ít nước lọc, mình khuấy cho nó tan đều. Sau khi cái phần nước giảo của mình nó đã sôi rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nước cốt vào. Mình cũng chừa bỏ cái phần cặn dừa. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho cái phần nước bột vào. Mình cho đến khi nào thấy cái độ sệt vừa phải thì các bạn sẽ ngưng lại. Trong khi cho nước bột thì các bạn nhớ vặn lửa nhỏ lại giúp mình. Mình để lửa cao thì nó dễ bị khét. Mình cũng không nên cho bột quá nhiều vì nó nguội lại nó sẽ bị đặc mất ngon nha các bạn. Cái phần nước cốt của mình có độ sánh như thế này thì các bạn sẽ tắt lửa và nhắc xuống. Đậu của mình ngâm đã được hơn 2 tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình vo sạch và mình đem nấu nha. Các bạn sẽ đậy nắp lại và nấu cho mình tầm khoảng 30 phút với lửa vừa. Sau khi nấu đã được 30 phút rồi thì các bạn sẽ kiểm tra lại cái phần đậu xem cái độ mềm của nó đạt chưa. Đậu mình nó mềm rồi thì các bạn sẽ rửa sạch hết cái phần nước của nó. Cái phần nếp thì mình đã rửa qua nước lạnh rồi, các bạn sẽ cho khoảng 600 ml nước lọc vào, mình nấu cho hạt nếp mình nó được trong lại. Mình cũng sẽ đậy nắp lại và nấu ở lửa nhỏ nha các bạn. Nếp của mình nó có độ trong rồi thì các bạn sẽ lấy cái đũa mình xới nhẹ. Đậu trắng mình đã rửa sạch qua nước lạnh rồi thì các bạn sẽ cho vào nếp mình nấu chung. Mình sẽ cho một ít muối vào. Cho 1/2 chén đường, tiếp tục thì các bạn sẽ dùng đũa mình xơi nhẹ cho nó thấm đường và đậu. Các bạn sẽ đậy nắp lại và nấu cho mình tầm khoảng 10 phút nữa, nấu ở lửa nhỏ nha các bạn. Cái nồi đậu trắng hồi nãy giờ nó cũng đã được 10 phút rồi. Bây giờ các bạn sẽ mở nắp ra và mình cho cái ống vani vào.
Vậy là nồi chè đậu trắng của mình đã được chín rồi các bạn. Bây giờ mình tắt lửa mình nhắc xuống nha. Chè mình nó đã được nguội rồi thì các bạn sẽ cho ra một cái chén và cho thêm một ít nước cốt dừa. Trang trí thêm hai cái lá dứa nữa cho nó đẹp mắt. Vậy là món chè đậu trắng của mình đã được thực hiện xong. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món chè do mình làm. Nếu thấy thích thì các bạn hãy ấn like và đăng ký ủng hộ tinh thần mình với nhé. Video làm món chè đậu trắng của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.